Hi, chào bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một cái game rất là cũ là Warcraft 3. Nhưng mà mình sẽ chơi một cái map là đang rất là hot. Không phải hot nhưng mà tóm lại là có một cái giới rất là thích chơi cái map này, đó là Legend TD Mega. Bản này là bản 4.0, để 3.5 vậy chứ là 4.0. Chờ người ta vô coi. Chờ người ta vô chưa? Đâu hết rồi? What the để coi em ra binh coi. Rồi tiếp tục nào, vô nào. Mình đã kêu gọi mọi người vô rồi. Đây đây là mình chơi 6 người thôi. Ê, để mở ra 8 người luôn. Rồi lâu lại bớt ít người chơi. Mình chơi bây giờ là sáng mà cho nên ít người chơi. Rồi, chạy game luôn. 6 người là 6 cửa. Này là một cái map gọi là thủ defense thôi, nhưng mà nó hay là ở cái chỗ là mình xây cái con tướng hero ra, chúng nó sẽ di chuyển rồi nó đánh quái bất kỳ. Chứ nó không phải là cái mình xây mấy cái nhà để đây. Giờ mình làm hot thì mình sẽ chơi là mình sẽ pick cho tất cả mọi người luôn. Đây là cái mã chỉnh là hot pick chưa, hot pick chưa? Không à, đây, đó tất cả mọi người sẽ chơi cái con này. Cái con này là con Rofex. Rofex này là nó ra cái con random. Mọi người sẽ ra một cái có 7 6 vị tướng như này, hero như vậy nó sẽ ra random. Rồi, tùy theo kinh nghiệm mà xây thôi. Mình thì các bạn là muốn chơi thì cứ theo dõi mình thì cũng chơi khá khá lâu rồi, cho nên cũng hơi hơi có kinh nghiệm. Sao này ta ơi gì vậy? Để coi lên bao nhiêu tiền, quên rồi. Con này hình như lên mấy 50 rồi, lên tới 100 rồi, lên 100 rồi. Rồi cứ xây vậy nè. Rồi tạm ổn, tạm ổn. Cái này thì Slate. Này rồng băng. Cha, quân mình cùi bắp quá ta. Thả lên level 1. Mình đây là mình có thể gọi tướng ra. Gọi tướng ra để mấy cái con này là nó sẽ chạy qua bên kia, nó giúp mấy cái con la quái này nó đánh cái mấy cái thằng bên kia đẹp á. Thả rồi chút nữa mình sẽ mua nông dân ra farm lấy gỗ, thả nhiều con đó, có nhiều con lắm, nhiều con bá đạo để mình đó, mấy con này bá đạo. Ê, tụi nó không thả kìa, tụi nó không thả thì mình đẹp được rồi. Gỗ mình đang 69, đổi đổi ngược cổng với nhau. Nếu mà nó mình 69 như vậy nó sẽ back lại, nó đi về đây xong rồi nó chạy lên đây nè, cho nên là lúc nào mình cũng ăn được nhiều. Mà nếu mà nó ăn không được thì mình sẽ ăn nó của lính của nó, khỏi mất lính, ít mình được tiền nhiều. Bên đây có heo. Heo Rider với chim. Chim chỉ phân thân. Mình hay gọi chim Naruto. Phân thân về đấy. Giờ mình xây gấu ra. Rồi xây này chi. Farm luôn. Phạm thiệt nhiều, này là nông dân sweep. Rồi, nó xây play, mình xây về chắc nó đi rồi quá. Nó không chịu chia ra, chà thằng này. Vãi. Bấm cái này cho nó chạy qua chạy lại chứ.
Sáng nay đáng lẽ là nó phải xây mấy con này xen kẽ vô. Nó xây một bên vậy thì hơi khó rồi. Chết màu rồi, con chim mình nó bay qua bên kia rồi. What the fuck? Ok. Thằng kia dính HM luôn. Bên kia thả level 2, thả hai mid, con này hồi máu. Bốn gấu chắc đẹp được, không sao. Không đáp được thì kinh ăn thôi, có đâu. Ông nói lọt rồi. Ừ, không đáp được luôn rồi. Thôi đi rồi. HM nó mạnh quá. Rồi, thằng này đẹp rồi. Bốn gấu mà lọt luôn. Rồi, một thằng. Hai thằng. Bên kia lọc nuôi lọc 32 con hơi là không thả nha. Giờ level 3 mình thả, level 3 mình thả chết luôn. Thằng này ăn rồi, trời ơi, nó ăn 22 con giàu. Rồng này nó có giáp á, đó nó gồng siêu rồi, nó không gồng siêu cộng 5 amo, mạnh như cái máy điện. Rồng này là rồng băng nhưng mà còn có một con rồng xương nữa, con đó mới khổ báo. Ok, hôm nay là mình cũng chơi game bình thường nhưng mà tại cái máy của mình nó có vấn đề trục trặc là mình không có quay nhiều cái video lên cho bạn coi. Cái rồi ba mình thả, thả con này. Thả chết luôn. Chúng mình sẽ nâng mấy con này lên để cho nó bắn. Giờ xây đỡ thôi. Giờ mình cũng không tính farm, level 3 thêm 3 con hơi ít. Nhưng mình mới lọt quay kia quay kia cho nên là phải chịu. Chờ một xíu mình farm được. Thôi, xây 3 rồng luôn. Ổ báo ấy. Gấu này thì mạnh lắm. Gấu mà mình nâng cấp lên nó gồng lên cái cộng 33 đam cộng 5 amo. Mạnh đi cái máy điện. Đép rồi. Quê nào không thả thì gấu đép được hết á. Giờ có gấu ngon. Đó, nó gồng lên vậy là quýnh nó không có thấm. Nè, quýnh nó không thấm. Mấy con này quýnh nó không thấm mà. Ôi, thằng Slay sống 4 con. Nè, mỗi con này, thằng này nó chơi Slay Master này, mỗi con này mà nó còn sống á, khi hết một level nó sẽ cộng 12 vàng. Rồi, xong. Một thằng. Hỏi nó tiếp không? Chơi đi, ok. Chơi chơi à. Rồi, cái này là mắc amo. Cái con này chút xíu là nó sẽ gồng cho một thằng nào đó 5 amo nữa. Nó mà gồng cho con này là thằng này hú lên. Nó gồng siêu cho con này nó là chí lắm á. 7 amo. Để lộn 10 amo. 10 amo đánh gãy cẳng, gãy tay luôn, không biết chết không. Cái này nó max play này là anh giàu dữ lắm luôn. Hai đồng chuyện. Này bắn thốn lắm mà. Cái cảnh này khó lắm mà. Cái cảnh này là dễ lọt nhất là sao mấy con này đó. Nó bắn speed. Mà nó bắn là con này vô một con nào là thốn con đó. Nên là phải có tay dài chơi với nó chứ không là mình cứ để mấy con gấu là mình đép được cái cảnh này đâu. Hên xui không biết qua nổi không.
Hình như thấy có hơi 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 có vấn đề rồi. Không mà còn hai gấu, không không sao. Hú lên con, đúng rồi, hú lên. Lấy nó về giúp kìa, đúng rồi. Hồi nãy mình ăn tiền của nó mà giờ để cho nó ăn tiền lại của mình có đâu. Quá bình thường. Nhưng mà đâu phải dễ ăn. Nè. Gấu vào à. Không biết mình có nên xây phượng hoàng không ta, con này chút xíu năng là được phượng hoàng để coi tự. Nói chung là cái mấy cái tướng của mình cũng thuộc loại trung bình nè, không có con nào gọi là đỉnh đỉnh cao thì cũng chưa chưa thấy. Chim, quay chim. Chim chắc lọt quá. Tại mấy con mili gặp chim thì sợ lắm. Nhiều. Rồi gấu chết hết rồi, thôi đi rồi. Cứu em ơi. Cứu anh em ơi. Cứu. Rồi, rồi quay lại, quay lại, quay lại. Thế nào lại lọt được? Này ăn hết không? Này ăn không hết rồi thôi, xong luôn rồi. Lọt rồi. Man. Chơi game là phải uống nước nha các bạn. Không uống nước là hại cơ thể đó. Không biết sao chứ ai mà ngồi trên máy tính 8-9 tiếng giống mình á thì nên uống nước đi. Không biết luôn, không biết sao luôn. Hy vọng là level 7 dép được. Level 7 là cái level khó nhất ở trong cái game này luôn. Mình tiên lượng là không đáp bảy nổi, cho nên là mình hỏi nó coi nó đáp bảy được không, nó bắt về nó ăn mình luôn. Max play thì chắc ăn được chứ có đâu, bình thường. Cảnh này thì gấu không sợ, cảnh xin này là gấu là chấp hết. Thằng này chắc đáp 7 được, rồng này thì đáp 7 cũng cũng khá, có hai tăng. Để coi, nếu không thì team mình sẽ up king, để king nó ăn. Rồi, king sway luôn, king cùi, tướng cùi kiểu này, quá nhiều là bất lợi. Cái đẹp. Được. Xây ra xây thêm con này bắn
không biết sao đây. Mình up để coi, mình để gỗ lại, up kinh, up kinh mà này là tăng máu cho kinh nè, tăng đam cho kinh nè, này là tăng cái hồi phục. Có thằng kia có thả không? Nó không thả luôn kìa. Quay này nó bá lắm, khó đẹp nhất à. Quay boss đó mình không sợ, mình sợ quay số 7 thôi. Quay số 7 này giống như là tạo ra để cho nghỉ game vậy. Nó không thả. Cứu em ơi. Rồi lọt một nồi luôn. Lọt một nhồi luôn, chắc cũng cỡ 22 21 con. Rồi, ông bác này nó về được mới sợ. Vậy là anh này là mới, anh này là mới chơi, hỏi mình anti làm gì, mới chơi, mới chơi. Xây thêm con này, đi con này gồng cho mấy con này, với thay này đép boss. Cái con này là cái con đép boss mà mạnh nhất luôn, mình từng từng thấy luôn á. Cái con này đép boss là chỉ cần mà xây hai đợt hai hàng thôi là bắn boss là cháy máy. Mình là có hàng đáp boss rồi, mình không có lo. Mình để cái hàng giữa để chút nữa mình xây vương hoàng. Kệ, vương hoàng cũng mạnh. Nè, con này là được gồng là 10 armor. Bắn con này là gãy tay, nhưng mà phật bơ đen mà bạn giống như là bạn phải coi cái quay đó nó có giáp gì. Phật bơ đen thì nó rất là sợ xin à, mấy con này đánh magic cũng ăn đam, ăn khỏi 90 à, magic ăn có 70 à. Mà nãy giờ còn chuỗi hai con rồi kìa. Mấy con này chứ vậy chứ nó bá lắm á. Level 8 là cũng khó, nhưng mà mình tóm lại mình có cái con này mình không sợ. Ăn trọn quay rồi, farm. Ăn trọn quay cứ farm. Chính thì phải xây gấu lên. Tại vì chính nó là heavy armor. Xây gấu lên rồi mình có cửa đó. Đánh với nó. Rồi, mình sẽ thêm hai chim nữa. Nâng cấp một con. À, được. À, nó xây cho chim mình signet, cái con này sẽ giảm quái, giảm giáp cho mấy con quái. Ok. Cũng khá, xây thêm chút nâng cấp. Đó. Con này xây là biến bán, đáng lẽ con này cũng không cần. Lúc đầu tại vì không có đủ tiền nâng cấp cái con này lên, chứ có tiền nâng cấp con này lên rồi đâu có thèm xây con này đâu. Này là must lay luôn. Đó. Cái này là giảm đam chứ không phải giảm giáp. Sorry các bạn. Con này là giảm đam, không phải giảm giáp.
qua đây nè, đừng cho đánh chim. Gấu, gấu ngu cái gì, nó đánh chim kìa. Rồi nó móc qua sau này mấy ba ơi, gấu này thiệt. Rồi nó đánh chim hai bên luôn rồi, thôi đi rồi. À không, à, nghĩ là chắc ăn được, không sao không sao. Này tầm 20 con à, 20 con gấu gồng lên, gấu gồng giáp lên. Rồi xong rồi, đi rồi. Ăn được không? Ăn được không? Rồi kia về, bây giờ nó ăn hết rồi. Ông mà nói chung mình đép cũng được, cũng không phải cần thằng kia nó về. Rồi đúng rồi, thả. Sẽ thêm. Rồi hết level này mình sẽ xem. Ok, vậy là chắc được, quá đủ. Thả xe, level 10 mình được thả xe thôi, mình không được thả gì khác hết đó. Rồi, đủ tiền. Mình farm yếu quá, mình để đáp 10. Lại mình lọt hết hai quay lúc mà 5, 4, 5, ơi 5, 6, 5. Mình lọt hết một quay 5. Quay 5 lọt nhiều nữa, trời nó có cây nữa. Cây nổ. Cây này là tướng mạnh á, cũng chí lắm á. Không, boss ra là sụi hết. Có gấu tăng rồi mấy con này nó sụi hết. Làm gì được, đó, làm gì được. Ê, con này ăn mới ghê nè. Ê, bác về, bác về. Gấu đâu? Gấu nó không chịu về kìa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái địch chấm hỏi anh ti nó, đừng cho nó đánh nữa. Thôi xong rồi. Đồ thằng nào anh ti vậy? Rồi anh ti lên chết hết chim luôn quá. Không, mấy cái này ít máu à. Rồi thôi đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Thằng nào anh ti à? Hên. Rồi tưởng đi rồi chứ. À mấy anh bóp thiệt chứ. Anh ti xỉu luôn. Rồi mình hết chỗ rồi, này là mình có dân nè, mình sẽ nâng cấp cái nhà này lên. Nó sẽ cho cái chỗ mình xây dân tiếp. Mình xây cái lính nữa. Nè nó đòi hỏi hai cái đùi gà kìa. Mày... anh bóp thì cái anh ti nó muốn xỉu luôn. Anh ti nó chạy lên á, anh ti là sao mình khiến mấy con tướng của mình nó chạy đi, nó lên đây nó đánh nhanh như vậy thì boss nó sẽ dồn cục lại á, thì mình nghĩ là chắc không chịu nổi. Bên đây nó có rùa, nó thiếu một người nó sẽ được bốn rùa này. Thôi đi rồi, chắc không chơi lại, đánh rùa nó. Trời ơi, còn 4 rùa. Ăn rùa, ngon. Ngon, ngon, ngon. Mình thắng cái quay đấu trường này sẽ mới được 300. Đó, 300 tiền, quá ngon. Rồi, oh my god, tiếp tục.
No, ủa lên tướng đâu, đây đây đây. Một con phụ hoàng chắc đẹp được, không sao. Mình farm cái. Thôi, cái quay này cũng được. Forbidden này gặp gấu là xỉu liền, gấu xin mà. Rồi, tăng ăn Forbidden 125 đam, xỉu liền. Phượng Hoàng có siêu mana. À, tóm lại nó có 500 máu nữa. Sẽ được 3 ngày 2 máu. Phượng Hoàng bạn chỉ xây lúc sau thôi, chứ bạn xây lúc đầu cũng yếu lắm. Bạn phải ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Cái chiêu này là cái chiêu của hai con này nè. Hai hai bôn mấy con saga. Phượng Hoàng quýnh hai cái trên con là gì á? Ba cái. 900. 4 cái. 4 cái bên trên còn. Giờ mình xây nhiều Phượng Hoàng lên cũng được, Phượng Hoàng cũng mạnh mà. Gấu tại gấu tăng Phượng Hoàng đam ngon. Hơi vừa kịp lúc. Bên kia lọc nuôi. Ơi, có lột con 14 con. Nó nùi thì nghe thấy ghê. Đồng băng này bắt đầu gì? Ơi, đồng băng nó có trực thăng nó kìa. Trời ơi, tiếc mạnh vậy. Quá trời, quá đất luôn. Anh quá hay. Nó hên người ta. Với sẽ gấu lâu thôi sao team mình đủ đồ chơi, không có con nào mạnh mà đủ đồ chơi. Gấu này sẽ xì lâu mấy con tướng, mấy con bên kia farm nâng cao hồi máu thanh. Hết đùi gà rồi kìa. Mình phải xây nhiều Saga này vô để nó bóp bóp siêu cho mấy con này. Nãy nâng lên luôn hả ta? Biết rồi. Hai con hoàng mạnh mà. Hết level 13 mình sẽ thả. Thả. Bên kia chắc hết level 13 chết. Bên kia không có gì, thấy không có con tướng, nó cũng bình thường giống như mình thôi, cũng không có gì lạ. Hơi lag rồi đó. Mình chọn zoom 169. Nó thu nhỏ đó, nó sẽ đỡ lag hơn. Trời, cái cây nó có đụng. Rồng đép mới quay đông đông thì sướng chết rồi, một thằng đi rồi, mới level 12 chết rồi. What the fuck, lọt hai mấy con quýt luôn, mấy thanh niên chơi ký thôi. Anh đi thì lọt rồi, ok lọt rồi, để mình cứu cho. Bên kia có cái gì đây? Chim. Thua thì thôi đánh đi đó, phải như vậy mới được. Trời ơi, thanh niên gì 2015 rồi, bạc nhược phải. Mới lọt mấy con ao luôn. Trời. Không biết nói chuyện mới ha, biết nói với thanh niên đó làm sao luôn. mười 2015 tới nơi rồi mà chơi game có kiểu quýt kiểu đó là thua.
Hay là mình chơi mấy game này, giờ mình chơi Liên Minh Huyền Thoại mà nó quýt kiểu đó thì khóc sụi, quýt kiểu đó chắc nằm luôn, đánh thấy ông ăn cái quýt xong bánh xác. Chờ quay chim rồi hết quay chim này thả là bên thằng kia chết rồi, ba thằng thả lượt theo đều chịu nổi. Bên kia nớp kinh mắc kinh à, nớp kinh nó mạnh à, 51.000 máu, 300 đam mắc regen luôn. Rồi thả, ồ thả xe hai con sói đó đủ tiền tính hết. Chim mà gặp phượng hoàng là sợ té đái luôn. Rồi thả một con block nữa, block này nó trừ amo thì phải, trừ amo có mấy thằng mà nó target vô. Thằng này sao nó không sai cây ta, nó sai chim này lên gì. Xe cây này mạnh mà, xe cây 3.000 đam á, lộn quên à, 3.000 máu á, ta tăng như cái máy điện. Chín rồi này, gấu không ngán rồi, gấu gấu có băng Saga búp amo nè, con này silo lại đó, búp amo cho gấu đi đó. Bốn mùa vàng mà nó tỉa không đi hết rồi mai. Thôi đưa, cũng xin lỗi bạn đó bên chứ bồ bạn đó ao hết rồi, giờ làm sao phải chịu thôi chứ sao giờ. Rồi lọt hết rồi, thôi đi rồi. Là nó lọt luôn rồi. Sao mấy không biết kinh đép nổi không? À, một bút ơi, bên đây lọt luôn kìa. Rồi bên đây lọt luôn kìa. Rồi. Này không, mình không đép thì chắc thua. Mình không đép chắc quỳ. Bên đây còn còn cái này không, giờ đi để anh về. Kinh chưa úp á, mấy con này vô nó dỗ kinh là khổ lắm á. Vậy bà về nhanh lên, kinh này mắc kinh rồi nè, 300 đam mà nó đánh quỳ hết. Trời ơi nổi không đây, 25 đúng rồi, lú vô kinh cho kinh nó đánh quay cái coi em. Ừ đúng rồi, phượng hoàng dỗ đúng rồi, phượng hoàng dỗ hết đúng rồi. Ừ cũng may rồi, nó đi luôn rồi, thôi xong rồi. À, thiệt luôn, mấy thanh niên ao không biết suy nghĩ sao luôn, bỏ thời gian ra đánh thì đánh tới thua luôn đi. Win hoài cũng chán rồi. Câu hỏi coi luật là gì à?
mình không hot nữa, giờ mình chuyển qua mình chơi member. Thằng hot đâu rồi? Rồi, hot là AFK rồi. Hot đâu? Tự do không rờ rờ. Chạy lên tìm một S10 phá game kìa. Có cộng một nữa, cộng một nữa. Đó, ok. Mình hot là toàn là hot 33 không mà. Mình ít chơi 44, 44 nó out nhiều lắm. Toàn là ít cái map này nó cũng có, không phải là cũng ai cũng có thể là master được, không phải ai cũng rành được. Cho nên là mình chơi 33 không thấy mấy cái tên quen quen mình thường cho vô. Giờ này cũng có nhiều người chơi rồi chứ bình thường là không có đâu. Hoàng nhắn tin cái map này chơi sướng lắm, ai mà đang nhắn tin cho bạn gái thì cứ nhắn tin xây xong rồi kệ mẹ nó. Có con gì đây? Trời, quá thiệt luôn á. Chỉ nhìn thấy cái tướng cái thấy sắp mặt luôn, không có tay dài luôn, không một con tay dài, không có con nào đá bảy. Nhìn thấy cũng muốn nằm sấp luôn. Đó. À ha, có chứ, có tay dài chứ, đúng rồi. Rồi, nó quên quên. Mình không nghĩ tới. Có tay dài sao không? Rồi tay cực dài luôn, cái là khác chứ dài. Rồi. Tay cực dài mà còn bắn nhanh nữa. Được. Chỉ á. Thả mà này, thả là cho rồi này, có gấu mà còn có awa gì đây, hay là sẽ chung. Oh my god, chung kinh vậy. Ồ. Chí đó. Chí đó. Chắc không lọt đâu ha. Hay đó, hay đó. Hay đó. Trời ơi. Hot. Bá đạo thiệt. Vô hết lọt ao luôn. Trí thiệt. Nhức nách. Hó lập chảy nước mắt. Hết trí, hết là chơi đổ nước mắt luôn. Hết
Có trí quá. Yeah. Trời. Cảnh này khó nè. Cả đây có con này thì này hạt đê thôi. Xe hạt đê chứ đâu gì nữa. Con này là một trong những con mà dễ chơi, dễ thua nhất. Tại vì mấy con là đó. À, khoan khoan khoan. Đừng xài đây. 1 2 3 4 nó sẽ đây nó hợp lý hơn. Cái gì nữa ta? Biết xây gì luôn, không xây con này đâu. Xây con này hả? Ôi xây nó chi? Xây con này nè. Xây... Ôi gì vậy? Đó 45. Xem nó tăng cũng được không? Xem này tăng ghê nữa nè. Rồi nó không thả bát rồi. Bát dính nào rồi? Một bên cốc, một bên này. Thôi cái này mà dính tua là chết à. À không, nãy hơn này dính một tuôn một bát HD đẹp hết, vô địch thiên hạ. Bên kia lọt 63 con à, 52 con lọt hot hot nhất đất nữa. Hot hay đó, hot thì bá đạo đó, để coi hot thì như thế nào đi, hay là level 2 lọt nữa out luôn đi. Siêu việt gia đình Việt Nam luôn, dữ không? Bí mật khu vườn luôn, dữ chí đó. Rải thấy rượu mà xây mà chung dính lợi cục là thấy ghi ghi rồi. Không mà cái đó nó có lợi gì sao mình cũng hiểu, mà thế nào cũng lọt, lọt level 1 mà thọt là chết, có tướng ngon là chết. Lọt hàng bát của mình rồi. Ồ, bán tốt luôn. Mình gặp luôn. Nâng 2 rồi. Cái này mà này là này thả này mới giữ nè. Rồi cốc quá trời luôn, quá trời cốc luôn. Này là Kusa này mạnh lắm á, này đẹp tốt lắm chứ. Bốn này có nguy cơ thì không lọt cái chắc ơi, nó mình không tắt HM hơi mít á. À tôi này không, giờ nó mới đến lệnh thả tôi này đây à, thả tôi level 2 chí á.
Thở tôi lừa hai khóc hồi ăn hết ơi, có ở đâu lọc nùi nữa kìa, chạy đâu không thả con tôi nên là chết liền, lọt sóng hai con bên đây nữa. Ủa đây đủ chưa? Ờ đủ đủ qua bên đây nữa không, hay đó. Quỳ vô kinh luôn thảo. Vô kinh vậy chắc xin một bút rồi, sẽ xin còn nữa. Khoan để lại để lại. Xây đi xây xây đi xây đi. Lọt nhiều quá, này chắc một bút rồi, một đống tiền. Ngụy tím chữ hết bắt cù rồi. Bút. Để thua luôn kìa. Ôi đồ không chơi hết rồi nữa đâu. Hết khu lắm. Tôi thấy nãy thấy vậy là biết rồi. Mình con nằm chơi không được đó, không mà ít ao cũng thua thôi à. Lọt quay level 3 đó chết luôn chứ. Đẹp đi kìa. Tiếng rồi, tiếng kìa. Số 9 là số 9, số 9 hết. Mình xây midline sao xây này được nào, binh gì quá vậy? Midline đi, midline không đủ tiền y cắt này ra xây đường con à, đó đúng rồi. Trời con này cũng mạnh lắm, bộ tẹt 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 chứ xây midline vừa xong hàng cái này trước hàng ngon. Thả thả thả. Nó là thả rồi, chứ gì nữa. Ý nó không thả luôn kìa. Ơi thả nè, đó, chạy đâu. Quỳ. Rồi nó ăn hết của tôi luôn, khốn nạn.
nên lọc 31 con rồi thấy thôi banh xác hai thằng ơi, hai quay và 4 tuôn, hai quay 3 tuôn, không, hai tuôn hai cung. Nó vô kinh luôn. Nó có nhẩm như vô kinh. Như cái đầu. Tôi đứng đó hoài luôn. Quá hài. Nhìn đâu có gì đâu. Bên lai like đi dụng cái trên con mà nó hay. Thôi hot gì say ghê. Hồi rồng. À nó ăn này một quay quá trời bự luôn. Nó say không kịp. Tiếng mang của ta mấy con lần hai ghê á chí. Ồ rẻ mà, hình như con này mỗi thằng con có 105, 105 mà nó bắn mạnh, đam cao, bắn nhanh cũng có lợi dữ lắm. Con này nè, con này tốn 100, bắn cũng nhanh, hình như đam thua con kia phải. Rồi quỳ. Rồi, chí vậy. Bên kia nó ăn lẹ rồi kìa, ăn lẹ đi. Chạy qua KS lỡ mấy con nãy coi. Rồi, cho không có cơ hội luôn. Hip hop. Không còn một con. Quá trời luôn. Đã lọt. Lọt thể loại đó thì chịu thôi. Ừ, nó không có con gì đặc sắc hết. Đó, chí á. Tí. Ôi ôi, mẹ la nó chọi hai con, chọi một con là tử nạn liền. Mọi người có 109 máu, hai con chọi cái chết liền luôn. Được. Farm liền chứ sao. Đép được là phải farm. Farm, farm, farm. Ôi bên kia nó cũng lẹ quá. Không có KS được con nào hết vậy. À, trí. Đó, cái cảnh hay nè, hai bên đồng đều. Biết nó xảy gì đây. Rồi nâng lên nè, cái gì. Không được, không được, nó cái này chết rồi. Bốn mà nó cái đó đi rồi. Dụ hả mày. Bên mày rẻ hơn tao hả. Job done.
Mạnh mà, con này mạnh đâu. Có thằng chơi thôi, con nào cũng được. Còn mày là anh đánh xa, mắt xa. Đi quốc kia chọi. Đúng rồi, thôi nó còn y nguyên tí tí thiệt. Lọc lọc một con vãi lọc vãi lọc. Đó thì hôm nay cũng mua một con rồi đó anh chị. Ê, cái gì vậy? Sao có thể như vậy được? Cứu em. Lọt kìa. Trời ơi. Quỳ thiệt mà giết đam ghê vậy ta. À, chi mạnh rồi, lại xây thêm này không có chịu thôi, nó có nêu tăng thôi thôi rồi. Quỳ đủ vậy, nó xây nêu tăng mình chơi luôn, chơi con này luôn. Thôi ơi, đứa này chắc không chịu nổi quá. Không ơi, game này đẹp được, đẹp được. Gì vậy? Dâu đây. Dâu đây mấy con này đây. Hồi nêu tăng nổ rồi, con này đi rồi. Oh.
Kinway. Oh my god. OMG. Ở đâu ra đông vậy, móc lớp ghê. Rồi. Bi hại. Mình kia lọt 20 con, mình ăn hết lính mình, ăn nó thêm được mấy con, 5 con hả? Ủa má, hy vọng đập được. Không đập được chắc chết mẹ quá. Rồi nó thả bê he. Cố lên anh em, quýt bê he nó. Quỳ, 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 quỳ. Bị hè ăn 25 đô, ok. Sạc. Móc quá nha. Thằng nó móc hai ba quay thấy bực mình. Nội gấu chạy đâu bị xỉu rồi. Ốp. Tổng ăn được bao nhiêu con? Để tôi quay cho. Ừ. Rồi. Kinh vĩnh cái gì? Ờ kinh độc là một bút rồi. Bút à, nó cũng úp mà, ôi nó không úp đam mà. Ồ mình hình như bên mình không có thả xoay lâu, xoay lâu là nó bắt nó phải. Tí thằng tí. Tiếng móc tao nãy giờ. À, giờ đắp 10. Đủ đắp 10 thôi. Chứ mẹ gì nữa. Lâu quá vậy. Ôi. Ghê vậy. Ai mệt quá, xem một con thôi. Hai con này farm. Đủ đẹp mà.
và 8. Chạy chỗ nào được? Ơi gì có bắt đầu phát gì vậy? Thằng nào sống và thằng nào chết? À, nhìn thấy lại biết anh sống mà tụi bay chết rồi. Quá nhẹ nhàng, hình như hơi thiếu tăng. Đẹp gì vậy? Bán này luôn, xây con này lên đỡ tiền. Tại nãy farm nhiều mà đó. Hết mồ không đủ melee. Melee sợi này. Đáng đi. À, một cái nữa chứ gì. Đang xây từ thôi, mạnh vậy chơi. À, hơi lắc lắc rồi, thử thấy hơi lắc lắc rồi. Sao nó không nhỏ lại? À đây. Đó đúng rồi. Anh đẹp cho, tăng đẹp không nổi đâu. Ăn tiền tiền. Xem còn vô gì. Không rồi, không kịp luôn, kinh chứ. Bên này con này đẹp boss là số dách luôn, không phải ngán. Đúng rồi nè nè, quỳ kẻ được con boss ngon rồi. À, kia đẹp được luôn kìa.
một hai, không phải lag hết chứ không vậy đâu. Ây chết mồm mất con, hai con, ba con, diêm bên bao, diêm bà tô. Lời cắt cổ. Chết mẹ, chưa kịp nâng cấp hay còn lên nữa. Giờ sao? Mày lại tới phóng chịu sụi hết giờ. Thấy có một demon là thấy ăn à. Ăn không? Ăn nổi 300 không? Chết màu, sao lính mình ít quá vậy? Rồi quỳ. Quỳ với nó rồi. Thôi đi rồi. Mẹ, nó có súng. What the fuck? Ảo tử sức mạnh quá sớm. Rồi. What the fuck? Sáu chín, sáu chín ao, thôi đi rồi. Quỳ, thanh niên ăn cơm, quá đáng thiệt. Thôi xong rồi, chết hết rồi. Anh đi lên. Quỳ thiệt. Để tao gánh cho. Rồi. Cứng lên. Sao ba con tàu lại lên đây? Chạy lên. Đúng rồi, chạy lên đi mày lai. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, quá trời luôn. Đóng tiền. Hết màu. Mê lai của tôi. Ừ, cũng hên, còn quá trời tiền. Có thể đép được. Trời ơi, tự nhiên thằng nó ao, đau thì chứ. Không thể trách được. Bị mẹ gọi về ăn cơm rồi. Thấy xong rồi. Trí quá đó.
Chết mẹ, bỏ lại 20 xây này lên. Trời ơi, tôi bị đép được rồi đó mà sợ này. Này đi đóng ngán à, đóng mê lai của tôi đây, làm sao tôi ngán với con này được. Hậu phương còn người ngựa nhân mã ở đây là không có sợ. Đúng rồi, họ đép đi, họ bắn hết. Quên, thả thả thả. Ơi, thả gì trời. Thả đi, thả đi, thả đi, thả đi. Sao nó không ra, what the fuck. Sao nó không ra, what the fuck. Đó, ra rồi đó. Này có tiền, này là tiền về. Tiền về với bản làng. Thôi, hết tiền luôn. Nãy lọt nhiều quá. Xui. Xui cho làng. Quá trời quá đất. Cần phải có mấy con tăng tăng vậy mới đánh được. Quên. Ăn cục nữa, cục bánh bao. Ăn nhiều bánh bao lên. Thôi thằng này neo tăng bắn. Xôi. Sao sao chết được. Trời ơi, vừa vô nó tỉa hai con boss rồi. Hai lính cuối của tôi tử nạn. Thôi nhẹ nhàng nha. Trời ơi, quá trời luôn. Ơi, bên đây. À, ăn ăn, chí chí chí. Quỳ thiệt. Chết mẹ, chạy gì dữ gì. Kinh nữa. Ờ, kinh ấp. À, nó còn có đóng tiền, có một kinh ấp rồi. Nếu tăng chạy đâu à?
Quỳ thiệt à, hết chịu nổi. Nếu tăng đép mà nó không đép. Hồi nó thả quá. Chịu không nổi với nó. Lọt vào hai mấy bảy mấy con đi rồi. Đánh xe. Xe bút là hợp lý vậy. Muốn quỳ với nó luôn. Trộm cái là vào thả cái muốn sụi luôn. Ơi. Gì? Hết lẹ vậy. Farm thôi, xây không kịp luôn. Nó thằng đó nó chuyên gia chạy qua tao, nó rồi tao gọi trả mày like lại cho mày. Đây. Cái con này thì cảnh mấy cảnh sao dễ lắm, có nhiều cảnh nó chí mạng, còn có nhiều cảnh nó cù bóc không làm gì ăn. Này mắt neo tăng là đép tới 20 hai mấy rồi. Cái gì vậy? Rồi chạy qua kia hết rồi, KS. Ôi, có KS được con nào không?
Họ đẹp được luôn rồi. Cái quay mà thằng Thọt đẹp được luôn rồi, biết cỡ nào rồi. Quay thiệt nhiều map không Thọt đẹp muốn xỉu luôn. Còn nhiều nhiều cảnh chứ, nhiều cảnh không Thọt đẹp cũng được. Trời ơi. Còn con gì nữa ta? Chà, hết đồ đẹp rồi. Hai con này không cần. Hai con này không có xảy làm gì. Mới lai chạy đâu. Đúng Thọt luôn. Con này đép được đúng không? Rồi giờ tới tao đép không được. Giờ tới mình đép không được. Kinh. Không. Mê Lai còn Mê Lai là còn có tiền. Đừng có nhây, 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 đừng có nhây. 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 Rồi ăn hai con. Nó dám qua KS của mình hai con. Kinh. Gì trời. Cố gắng lên nào. Farm lên. Cũng chưa có tiền luôn. Má thiệt. Quá trời. Rồi con này thanh niên. Thánh câu giờ. Thánh gấu. Để cho nó thả xỉu luôn đi. Trời ơi, trường kỳ quá. 17 rồi, chưa thấy có bên nào thua. Hên là bên mình chấp nó một mạng á, một sát á. Mà mất nãy mất 2 boost rồi. Chắc đi quá. Kinh thì mất rồi, không có sợ. Sợ đem đổi thôi. Trời bên đây nó tăng. Sẽ tăng thôi. Đã thua value của cái quay rồi mà nó còn thả nữa thì quỳ. Hai diamond luôn xong. Mình thấy cái cửa thua của cái dáng này cao rồi đó. Và nó farm má mắc ghê à. Hai con diamond luôn nè. Sao lại dính cái quay của mình hai diamond, còn thằng này dính có cái bánh bao rồi sao nhỏ vậy chứ. Để ăn được hai diamond được con thằng 75 đồng. Ăn được con đó Inferno 50. Đẹp đi anh em. Đừng cho nó thấy mình bạc nhược. Đẹp vô.
mà nó lên rồi xong hết tăng rồi đi rồi. Xe tăng nó qua, xe tăng nó qua, đúng rồi, thôi giờ đi để tao được khiến kinh. Đúng rồi anh em, bắn đi. Rồi. Tăng đẹp hết rồi, tăng đẹp được rồi. Quỳ thiệt. Má xuống hơn. Mồi xe tăng. Bên kia cũng lọt. Không thả cũng lọt. Rồi tôi nghĩ là tôi thấy có dấu hiệu là nát tan ở đây. Không sao không sao, còn mười mấy con rồi bắn xe, xe nó đục kìa, chứ mấy thằng này thấm thía gì. Đúng rồi, hai con demon nó đục ác thiệt. Để tao đẹp cho rồi. Đúng rồi nè, quỳ nè. Rồi xong rồi. Thôi đồ mà xảy này chi, đóng hết mày lại luôn. Nói chung mình mày lại giờ cũng phế rồi, hết làm gì được rồi. Đấy, ít nhất cũng có con để đép. Mười này 11k, mình 5k, thằng này 5k, 20k, thả level 19 chắc quỳ. Nó con nào tăng nó mạnh quá đi. Đừng chạy qua kia con, cứu anh. Thả thêm mình nè. Vào à. Hai xe vừa lóc thả hết, giờ có nhiêu là thả hết. Hai xe warlock này luôn. Wow. Trời sao vậy, sao nó không à, đúng rồi, hai xe warlock, đúng rồi. Ok.
rồi. Cũng hoa tươi. Tiếng tự nhiên thả anh phải nôn. À, 19. 19 bắn không vô đâu ông ơi. Trời thôi, thôi thôi, nếu tao không cứu tao chắc tôi chết. Chắc tôi chết. Đúng rồi, bắn nó đi nào. Mẹ. Dừng con đưa mình luôn. Một đống tăng. Trời ơi lọt. Y ba quýnh luôn, ba quýnh bốn luôn. Này nó cũng mắc kinh rồi. Nhưng mà cảnh này mắc kinh cũng hai ca mấy máu còn. Hai ba demon nó vào vô. Quýnh đi, quýnh đi. Quýnh đi. Đúng rồi, bánh bao. Thôi, win luôn. Yeah, yeah. À, cũng xin nếu thích thì cái game này mà muốn giới thiệu thêm comment bên dưới. Còn mấy bạn nào muốn thấy hay thì nhấn like và subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Ok, chào các bạn.